hello mọi người. Một ngày làm việc của Vinh là như thế này, nhưng mà trước tiên khi làm việc là mình phải đắp mặt nạ làm đẹp trước cho mọi người. Đẹp trước tính sau. Đẹp đi rồi phải giao da khỏe rồi đó, rồi bắt đầu mình mới làm việc. Mỗi ngày mọi người đắp mặt nạ cỡ 15 phút là được. Cảm ơn là cho da cung cấp nước. Vinh xài cái mặt nạ của Luminous. Đây. Cái này là làm cho trắng da rồi nè, cung cấp độ ẩm cho da. Mọi người có thể lên TikTok đặt hàng. Đây là cái hôm nay là nó có 10 bịch, nhưng mà mua một bịch nó sẽ tặng một bịch. Ủa, mua một hộp nó sẽ tặng một bịch. Đắp mặt nạ 15 phút bắt đầu mình làm gì xong đây là mình rửa mặt rồi. Cái da mình cũng cấp đủ nước rồi mọi người. Đây, chúng ta đổ nhẹ cho nó thẩm thấu vô da mọi người. Đó là bí quyết tại sao mà Vinh gần 40 tuổi mà cái da cũng ok chứ đâu đến đâu tệ. Là cũng phải thường xuyên chăm sóc da. À. Ngoài chăm sóc da bên ngoài thì mình cũng phải thấy bên trong à. Mình uống cái này nè, uống cái này là nó cung cấp da bồi bổ cùng sảng phái. Uống cái này tỉnh người rồi bắt đầu vô làm việc thôi. Lập gâu găm đó, lập gâu găm gọt xoài bào xoài luộc trứng cút, quằn quặt là hết một ngày nha mọi người. Lập hai bó gâu găm này cũng hơi bị mất thời gian nha mọi người, tại mình lập từng lá nên lâu. Nhưng mà gâu găm này Vinh mua hàng ngày nên rất là tươi. Buôn bán gì cũng được mọi người, lấy công làm lời, phải chất lượng, mọi người hãy ủng hộ lâu dài. Đó, mọi người giờ làm thì đắp mặt nạ tới 15 phút là mình rửa mặt, là cái da mình cũng tập đủ nước, nó cũng khỏe. Dành cho những bạn nào mà làm việc mà không có thời gian á, thì mình dính thời gian nè, bỏ ra vài phút bắt đầu mình đắp, tới 15 phút mình đi rửa mặt là ok. Nó vừa khỏe da mà vừa không có bị mất thời gian gì công việc nữa. Cung cấp độ ẩm nước rồi cho da nó phục hồi cho da nó đỡ. Đặt gâu găm xong là bây giờ là tới cái công đoạn là nấu nước sốt. Đây nước sốt nước mắm me nha mọi người. Đây là cái nước sốt thần thánh ở chỗ quán Vinh. Vinh nêm nếm theo cái công thức nhiều người nên hợp khẩu vị của nhiều người, kiểu chua chua ngọt ngọt á, nên mọi người ăn ai cũng khen nên có động lực để làm. Món bánh tráng cuộn với lại mì xúc cuộn phô mai là hai món best seller của quán Neo Food. Mình làm mình gửi gắm cái tâm mình vô đây là đồ ăn nó sẽ ngon thôi mọi người ơi. Buôn bán hay làm gì cũng vậy, đặt cái tâm lên hàng đầu là cái thức ăn nó sẽ ngon, chỉnh chu, sạch sẽ, hợp vệ sinh. Thì tất nhiên khách hàng sau khi ăn rồi ngon là sẽ quay lại ủng hộ lâu dài. Đó là tiêu chí của Miu Phước. Công đoạn gọt xoài nha mọi người. Mình gọt xong rồi mình gọt lên cho sạch xuống đây. Xoài này là chua chua ngọt ngọt nên ăn nó không có bị ngán nha. Đây, đây công đoạn lột trứng cút cho nó nha.
cái chút chút cái gì mất thời gian lắm mọi người, rất là lâu. Thành ra Vinh làm giờ này là tới giờ dọn bán luôn á, nên không có thời gian, không có thời gian nghỉ ngơi luôn mọi người. Nên công việc mình đam mê rồi mình phải sắp xếp giờ nữa ổn hợp lý rồi là ok. Là công đoạn sắc hành, mọi người sắc bằng kéo với mọi người là nó không có bị cay mắt, còn mình sắc bằng dao là nó sẽ bị dập hành á, cay mắt lắm. Vinh là cắt bằng kéo thành ra nó không có bị the, bị cay mắt, còn sắc bằng dao xuống thớ là nó rất là cái hơi nó hành lên nó mắt á, nguy hiểm lắm. Cắt gì là không bây giờ nó có cái mùi hanh nè. Đây cái công đoạn vào bắp cải xong rồi mình ngâm nước muối luôn, tại bắp cải là ta xài ấy nhiều lắm. Anh mình nước muối bắp cải tím rất là đẹp luôn, rồi thêm miếng salad rồi lên, cà gót rồi lên nữa. Xong công việc rồi bây giờ bắt đầu đói bụng rồi mọi người ăn cơm, mời cả nhà ăn cơm với Mia. Cái này là nấu cả ngày ăn luôn nha mọi người, đỡ tốn tiền đi chợ ăn hàng ngày. Đây, cháu nó về đánh tay ngoại rồi với con. Đây. Hôm nay là ăn với lại trứng chiên nha mọi người, trứng chiên với thịt với lại bắp. Còn đây là canh gà heo hầm. Rồi, xin mời cả nhà cùng ăn với mọi người.